Ngày 12 tháng 10, Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng nghi khống chế bác tài xe taxi để cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm ngày 11 tháng 10, chiếc taxi mang hộ kiểm soát Hà Nội chở một nam hành khách đi từ Hà Nội về Hà Nam. Xe đi đến đô thị Hoàng Mạc, huyện Duy Tiên, bác tài bất thần bị vị khách ngồi sau dùng dao khống chế để cướp tài sản. Khi chạy tới cầu Hoàng Mạc, bác tài xe taxi đã nhanh trí giả vờ gây tai vạ rồi phanh gấp, khiến đối tượng ngồi trên xe không kịp trở tay. Lúc này bác tài đã mở cửa chạy ra ngoài hô hoán mọi người đến cứu giúp giúp. Nghe tiếng kêu cứu giúp thất thanh, người dân gần đấy lập tức chạy đến khống chế đối tượng và báo lên cơ quan công an. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.